À, thêm một cái câu chuyện nữa mà muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn, đó là cái câu chuyện giữa ông Thành, Coco Bay Đà Nẵng và bác Tân là chủ của cái công ty xúc xích Đức mà đầu tư vào đây 600 tỷ á. Thì trong một cái bài viết trên Cà Phê F thì chúng tôi sẽ chụp màn hình để đưa lên cho anh chị và các bạn cùng đọc. Thì cái bài viết này thì nó khá là hay và đầy đủ liên quan đến câu chuyện đó là giữa cái cam kết giữa ông Thành và ông Tân. Thì ông Thành có cam kết rằng là bác cứ đầu tư vào đây đi, nếu mà thua thì chúng tôi gọi là bù lỗ cho, tức là gọi là gần như là nếu thua thì là có người gọi là bao cho cái câu chuyện không mất tiền. Như vậy là cái câu chuyện về Coco Bay Đà Nẵng nói riêng cũng như là cái thị trường Corotel cả nước nói chung đã và đang trải qua một cái tuần lễ thực sự là có thể nói nó giống như là cái tuần lễ bê bối. Và hiện nay thì Coco Bay Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của giới báo chí, truyền thông cũng như là những cái ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về cái sự việc là cái doanh nghiệp này tuyên bố ngừng cam kết trả lãi cho khách hàng. Những cái thông tin, những cái chia sẻ của Thắng ơi về cái việc là nguyên nhân tại sao mà cái Coco Bay Đà Nẵng nói riêng và cái chuỗi hệ thống Corotel của cả nước nói chung thì cái khả năng mà chi trả cái cam kết nó có một cái tỷ lệ thực sự là không cao. Và cái cam kết đó thì nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng trong cái quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như là cái việc là doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là đảm bảo duy trì cái cam kết. Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành cho thời gian trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về những cái tán mạn hiện nay đang thấy xuất hiện trên thị trường, cũng như là những cái bình luận trái chiều về cái chủ đề này, thì để anh chị và các bạn có nhiều hơn cái góc nhìn về Corotel nói chung và về cái Coco Bay Đà Nẵng nói riêng. Cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn đó chính là cái câu chuyện liên quan tới Corotel. Rõ ràng là trong những năm gần đây thì Corotel là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta thực sự là đang phát triển khá là nở rộ. Tuy vậy thì vì lý do nào mà cái phần pháp lý của Corotel vẫn không được làm rõ, cũng như là chưa được gọi là các cái cơ quan làm luật, cơ quan quản lý đi vào cái việc là chi tiết hơn trong cái việc luật hóa những cái quy định liên quan đến Corotel. Đây là một chuyện không hề nhỏ, nó là chuyện rất lớn, nó là một trong những cái vấn đề mà nổi cộm trong cái phân khúc, một phân khúc của thị trường bất động sản. Vậy lý làm sao mà các cơ quan chức năng thì cứ đá cái quả bóng pháp lý từ bộ này sang bộ khác và đến nay vẫn chưa làm? Có thể anh chị và các bạn phải thấy một vài điều mà theo cái quan điểm của Thắng ơi, theo Thắng nghĩ dưới góc nhìn của một nhà đầu tư cá nhân thì cho rằng đây là câu chuyện quả trứng và con gà. Tại sao nó lại là câu chuyện của quả trứng và con gà? Là bởi vì thưa với anh chị là như thế này này, các doanh nghiệp làm phát triển các cái dự án Corotel thì cho rằng là cứ làm đi, làm phát triển mạnh đi, rồi phát triển nhiều hơn nữa sẽ thúc đẩy cái cơ chế chính sách cũng như pháp luật của nhà nước phải đi theo, phải đi theo. Nhưng mà buồn thay thì không giống như những gì mà các cái cơ quan gọi là những cái đơn vị phát triển dự án Corotel mong muốn, thì luật pháp lại không chạy theo mà theo cái hướng gọi là thỏa mãn cái nhu cầu của cái pháp lý liên quan đến Corotel, liên quan đến câu chuyện là có thể gọi là chạy theo cái dự án này và ban hành những cái quy định, cái quy chuẩn cụ thể hơn cho cái việc là luật hóa trong cái việc sở hữu và khai thác các cái dự án phát triển nghỉ dưỡng
gọi là kết hợp giữa nhà ở và căn hộ dịch vụ và du lịch. Thì ở đây á, cái câu chuyện là chúng ta cũng có thể bàn hơi sâu một chút, nó hơi thiên về cái khuynh hướng chính trị một tí. Thì chúng ta phải nghĩ như thế này này. Trong những cái giai đoạn trước đó thì khi mà các cái dự án lớn kiểu như CocoBay của dự án tại Đà Nẵng và rất nhiều các cái dự án khác tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung á, thì thực sự nó do những cái ông chủ gọi là lắm của nhiều tiền và rất là lớn. Cái việc mà vận động hành lang hoặc là có thể dùng những cái biện pháp ABC nào đó để có thể là hợp thức hóa cái quy trình luật pháp của gọi là luật hóa những cái vấn đề họ mong muốn thì nó sẽ khá là dễ dàng trong giai đoạn trước đó. Tuy vậy thì giai đoạn 2016 2019 thì thực sự là một trong những cái giai đoạn mà chính phủ nói chung và các cái bộ ngành liên quan nói riêng thì nằm nó nằm trong một cái giai đoạn, đó là giai đoạn tích cực phòng chống và tham nhũng cũng như là đốt lò của cụ tổng. Do đó thì không có ai mà đang đương chức đương nhiệm mà muốn chây vào những cái thứ mà nó gây ra những cái rủi ro. Do đó thì con gà và quả trứng thì không phân biệt và khó có thể phân định được là cái nào có trước. Cái ý muốn của các ông chủ đầu tư thì muốn rằng là luật hóa sớm, nhưng mà luật hóa nó lại không theo được cái tức là gọi là không 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 theo kịp và song trùng, dẫn đến những cái câu chuyện là cái kỳ vọng này nó chưa đạt. Rất có thể thì trong một ít ngày tới thì có thể là vì cái vấn đề nó đẩy lên một cái cao trào nào đó, mà hiện nay thì chỉ tính riêng cái thành phố gọi là thành phố Đà Nẵng thôi, thì cái dự án này, các cái dự án mà liên quan đến Codotel á, nó có một cái con số liệu rất là lớn luôn anh chị và các bạn. Chỉ tính riêng Đà Nẵng thôi, hiện nay thì cái số liệu được thống kê trên thị trường như sau. Có tới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dự án tại Đà Nẵng về Codotel. Và dự án nhiều căn hộ nhất chính là CocoBay, có số căn là 1.591 căn. Cái mà sau của CocoBay là chính xác là sau CocoBay chính là cái Aziana là 1.320 căn. Rồi Hòa Bình Green là 1.535 căn. Rồi Hòa Bình Green là thứ thứ hai, sau đó thì mới đến Ariana. Rồi mới đến Vinpearl thì có mỗi 736 căn thôi. F Home thì 560 căn. Widama, Sofell thì 706 căn. Nam An thì có 99 căn, với lại một cái nữa đó là cái Alpha Nam thì 234 căn. Như vậy là cái thị trường Codotel của chúng ta thì thực sự là khá là lớn tại Đà Nẵng nói riêng đã là rất lớn rồi. Cái số liệu bất động sản du lịch quý 3 năm 2019 thì hiện nay chúng ta có tổng số là 10 dự án, số căn biệt thự nghỉ dưỡng là 2.515 căn. Đây là đang tính ở Đà Nẵng thôi anh chị và các bạn. Nguồn cung mới là 3.184 căn, số lượng Codotel được nghiệm thu và đưa vào sử dụng là 1.946 căn. Nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng là 720 căn. Chỉ tính riêng Đà Nẵng thôi thì chúng ta đã thấy rằng là cái lượng mà các cái dự án về Codotel đã là rất lớn. Thì chúng ta hiện nay thì có những cái 9 tỉnh thành và địa phương đang có Codotel bùng nổ và phát triển, gồm có Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang, tức là Phú Quốc đây anh chị và các bạn. Thì rõ ràng là cái câu chuyện nói đến đây thì anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là vậy là trứng và gà, cái nào có trước, cái nào có sau. Liệu những cái thứ đã phát triển, chuyện đã rồi thì liệu có được duyệt hay không? Thì chúng tôi đang nói dỡ là rất có thể trong thời gian sắp tới thì sẽ được duyệt những cái luật hóa liên quan đến Codotel. Trước cái tình hình là cái khả năng là cái Codotel rất dễ sẽ bị những cái vấn đề gọi là rắc rối và gây ra những cái rủi ro nhất định trong cái lĩnh vực bất động sản. Nó cũng giống như cái nguồn cơn của cái câu chuyện đó là cái vụ Alibaba, thì Codotel cũng là một cái vấn đề thứ hai.
liên quan thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chính phủ của chúng ta thực sự là đang có những cái quan tâm nhất định đến thị trường bất động sản và đang có những cái giải pháp để xử lý, thì chắc là sẽ được xử lý sớm. Chúng tôi hy vọng rằng là cái thông tin liên quan đến luật quy định về condotel sẽ được ban hành sớm hoặc là có thể sẽ xúc tiến sớm trong thời gian sắp tới. Điểm mà tán mạng tiếp theo mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn đó là chính là cái câu chuyện là những cái thông tin trái chiều khác liên quan đến cái câu chuyện đó là cái việc giữa cái tỷ phú Việt mà bán xúc xích Đức mà đầu tư vào đây 600 tỷ tại Coco Bay thì sự thật thì nó như thế nào, và liệu là cái câu chuyện ở đây á, thì cái vụ việc này được hiểu làm sao. Trên mạng thông tin, phương tiện thông tin đại chúng có một cái thông tin của một câu chuyện của một người mà trước đây thì làm trong cái lĩnh vực tài chính, chứng khoán, và đã gây ra một vài cái gọi là cái kết quả kinh doanh nó chưa được tốt tại công ty chứng khoán MBS. Và hiện nay thì ông này hiện nay đang là giảng viên gì đấy của một trường đại học ở nước ngoài. Ông ấy tên là Quách Mạnh Hào. Và trên cái fanpage Facebook cá nhân của ông Quách Mạnh Hào thì có đưa ra một vài cái ý. Tôi nghĩ là cái ý này thì nó cũng là cái ý để tham khảo. Tuy vậy thì nó thực sự nó có đúng hay là phù hợp chưa thì chúng ta cũng cần phải bàn thêm. Nhưng mà cái hướng nói chuyện và cái cách đưa ra một cái bài viết status trên Facebook cá nhân của ông Quách Mạnh Hào thì nó thiên về cái câu chuyện là thuyết âm mưu, và cho rằng là cái trò gọi là giữa SHB và ông Tân xúc xích Đức cũng như là ông Thành chủ tịch của Coco Bay thì đang là một cái câu chuyện đó là đang là một cái team để diễn kịch. Cái việc diễn kịch này thì như thế nào thì chúng tôi sẽ đọc nguyên văn cái bài chia sẻ của ông Quách Mạnh Hào, và chúng ta cũng sẽ đăng cái bài viết này. Tôi sẽ chụp hình cái bài viết này lên trên màn hình để anh chị và các bạn có thể tiện đọc. Cụ thể như sau: cuối tuần đọc chơi chuyện Coco Bay và xúc xích Đức Việt, thấy mọi việc có vẻ không bình thường chút nào. Công chúng có vẻ rất hào hứng lấy câu chuyện Bắc Tân ra làm ví dụ về khôn dại tình bạn trong đầu tư. Tôi thì nghĩ khác, câu chuyện có lẽ không đơn giản như tất cả đang nghĩ. Những gì dưới đây là lập luận mang tính hài hước cho vui nếu bạn nghĩ nó là như thế. Thứ nhất là tại sao một công ty lại chủ động thông báo mình làm ăn thua lỗ và hủy cam kết, trong khi thông thường sẽ cố gắng giật gấu vá vai, chậm trả hoặc tìm mọi cách để giải quyết. Thứ hai là tại sao chủ đầu tư lại chủ động đề xuất chuyện ra tòa, sẵn sàng trả lại tiền hoặc cùng lắm là trả lại tài sản, trong khi bình thường thua lỗ thì thường sẽ cố mà giấu những gì họ có khi sẽ bị kiện ra tòa. Thứ ba là tại sao Bắc Tân lại nói về những người bạn của mình như vậy, trong khi thông thường đã là bạn uy tín sẽ có cách giải quyết riêng. Mở ngoặc thêm là tôi đã làm việc với Bắc Tân nhiều nên hiểu tính bác cẩn trọng trong phát ngôn, nên chắc chắn bác ấy hiểu phát ngôn như thế không có lợi cho bác khi nói chuyện với những người bạn. Tất cả những điều trên có lẽ chỉ hướng tới mục đích duy nhất: chủ đầu tư trả lại tiền cho nhà đầu tư và hủy bỏ cam kết trả lãi. Điều 1 và điều 2 ở trên thể hiện rõ mục đích đó. Điều 3 là để công chúng thấy rằng tình hình đang rất là nguy và lấy lại tiền là may lắm rồi. Tại sao họ lại muốn như vậy? Nghĩ lại thời các đại gia mua biệt thự cổ trên phố Hà Nội và bán lại, họ phải đàm phán với từng gia đình rất khó khăn và tốn kém. Với một dự án có quá nhiều nhà đầu tư, việc đàm phán riêng là gần như không thể. Bởi vậy, cách giản đơn nhất là bị kiện và buộc trả lại tiền, tương đương mua lại từ các hộ gia đình trong ví dụ về biệt thự, rồi bán cả đại dự án, tức là bán cả biệt thự, kiếm chút. Họ làm vậy không có gì sai với giả định rằng phán quyết tại tòa là công bằng. Với những gì đang diễn ra, tôi nghĩ đương nhiên phán quyết chủ đầu tư phải trả lại tiền sẽ làm công chúng thỏa mãn. Và thế là câu chuyện kết thúc mà ai cũng vui, nhưng công chúng nhiều khả năng đang xem một vở kịch. Ở đây thì ông Hào có vẻ là không muốn nói rõ ra vấn đề là tại sao là khi mà làm ăn bết bát thì chủ Coco Bay lại có ý là muốn trả lại tiền. Bởi vì từ khi triển khai dự án, tôi thì lại có một cái quan điểm hơi khác một tí về cái câu chuyện là liệu có phải dự án này sắp tới nó sẽ thơm hơn hay không? Liệu nhà nước có duyệt những cái
chính sách gọi là mở hơn cho cái cô đồ theo, liên quan đến câu chuyện là có thể là vừa cho sở hữu theo hướng tức là vừa sở hữu và vừa được làm dịch vụ. Có liệu có cái chuyện đó không? Nếu có thì rõ ràng là CocoBay đang có cái hướng là sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư lúc mà họ khó khăn, lúc họ đang cần vốn để mà xây dựng, thì họ huy động và tìm mọi cách để có thể tìm được người mua. Khi mà dự án có khuynh hướng ngon hơn thì sao? Ví dụ ngon hơn về cái câu chuyện là về chính sách chẳng hạn, thì họ có lại tính cái bài tức là trả tiền lại tiền gốc thôi, tức là gọi là giống như kiểu ăn cháo đa bát ấy, thì kiểu thế. Tôi nghĩ thế, vì tôi đang cá nhân tôi nghĩ vậy thôi. Thì anh chị và các bạn nghĩ sao thì cứ để lại bình luận. Rồi sau đó thì họ lấy lại cả dự án, sau khi lấy được lại cả dự án trả tiền mà lại không có lãi, ít lãi hoặc là không cam kết lãi, thì gần như là anh chị và các bạn giống như cái kiểu là khi mà dựng nhà thì mời anh chị và các bạn đến dựng. Sau khi dựng xong nhà rồi thì chẳng những không cho cơm ăn mà còn đá đít cho một cái nữa, đuổi cổ đi và bảo rằng là thì công của mày mấy trăm nghìn tiền phụ với tao dựng nhà thì tao trả cái phẹt cái xong. Đấy, câu chuyện này cũng khá đáng để suy ngẫm thêm ý như thế. Ví dụ thế, tôi đang lấy ví dụ để gọi là tán mạn về cái cô đồ theo. Cái điểm thứ tư nữa mà chúng tôi nói thì cũng như lại vậy, là trong một cái gói gọn 15 phút của video thì nó cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta cũng xem là trên mạng thì cái việc một cái tán mạn nữa đó là cái câu chuyện đó là nhiều người thực sự đã và đang kinh doanh trong cái lĩnh vực này, tức là đã tham gia cái lĩnh vực này, thì họ có một cái chia sẻ khác theo cái ý, tức là thực sự mà nói thì cái 12% thì báo chí và các chuyên gia cho rằng là những nhà đầu tư mà vào cái CocoBay này là tham thì nó thực sự là chưa có đủ. Và họ dùng một số cái giải pháp để tính toán cho anh chị và các bạn thấy rằng là gần như là họ không phải là tham. Bởi vì nếu thực sự mà trừ hết chi phí đi thì cái việc mà cái lợi tức họ được hưởng, thực tế được hưởng á, thì cũng chỉ khoảng tầm 9% thôi. Có khá nhiều các cái bài viết liên quan đến cái câu chuyện này, và những người mà là đang là nạn nhân của cái CocoBay Đà Nẵng á, thì họ giải bày về cái câu chuyện đó là thực sự là họ không có tham, mà chẳng qua là họ muốn cái dòng tiền ổn định về trong tương lai thôi. Chứ khi mà đã trừ hết các loại chi phí khác đi rồi thì cái mức mà lợi tức trên cái vốn họ bỏ ra thì nó nằm ở khoảng đâu đó khoảng 9% thôi. Thì với cái mức 9% thì nó chỉ cao hơn cái lãi suất tiền gửi của ngân hàng một chút. Nhưng nếu mà so với lãi suất mà họ phải đi vay để đầu tư vào cái dự án này thì gần như là không hề tham một chút nào, mà nó còn là những cái thiệt hại. Chẳng qua là cái cách nghĩ, cách làm của những người tham gia thì chỉ mong một cái sự ổn định lâu dài và khai thác cái dòng tiền ổn định, chứ không hề tham giống như nhiều người từng nói. Tôi lấy ví dụ như trường hợp như Alibaba, là ông Luyện ông cam kết là lợi tức là 28% cho một năm, tức là khoảng 30% cho một năm, thì như vậy nó mới gọi là tham. Chứ còn 12% thì đâu có tham, và trừ trọt đi rồi thì nó cũng không còn bao nhiêu. Thì đó là những cái gọi là những cái tán mạn nói về câu chuyện CocoBay Đà Nẵng. Và tất cả những cái thứ chúng tôi chia sẻ và trao đổi với anh chị và các bạn thì nó hy vọng rằng là nó cung cấp thêm những cái nguồn thông tin hay về cái CocoBay Đà Nẵng, về cái câu chuyện. À, thêm một cái câu chuyện nữa mà muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn, đó là cái câu chuyện giữa ông Thành CocoBay Đà Nẵng và bác Tân là chủ của cái công ty xúc xích Đức mà đầu tư vào đây 600 tỷ á. Thì trong một cái bài viết trên Cà Phê F thì chúng tôi sẽ chụp màn hình để đưa lên cho anh chị và các bạn cùng đọc. Thì cái bài viết này thì nó khá là hay và đầy đủ liên quan đến câu chuyện đó là giữa cái cam kết giữa ông Thành và ông Tân. Thì ông Thành có cam kết rằng là bác cứ đầu tư vào đây đi, nếu mà thua thì chúng tôi gọi là bù lỗ cho, tức là gọi là gần như là nếu thua thì là có người gọi là bao cho cái câu chuyện không mất tiền. Cái cách xử lý của ông Thành trong cái công ty xây dựng Thành Đô á, thì gần như là đến nay ông đã nói rõ luôn là ông Mai Huy Tân á, thì đã nhận được 150 tỷ cái tiền mà gọi là trả cái tiền cam kết trong cái giai đoạn mà từ khi đầu tư đến nay rồi. Còn 50 tỷ nữa thì giờ đến cuối năm ông sẽ trả nốt, tức là trả được 200 tỷ cho cái tổng số vốn đầu tư là 600 tỷ. Thì về cơ bản thì ông sẽ trả lại hết cho cái phần mà gọi là phải trả lãi cho 400 tỷ vay tại SHB.
Thì thực tế thì ông nói rõ luôn là ông Tân thì chỉ đầu tư vào đây có 200 tỷ thôi. Còn 400 tỷ là vay của ngân hàng SHB. Thì bây giờ thì cái phần lãi mà em phải phải chịu cái tiền cho SHB là 400 tỷ á, thì ông Thành của CocoBay ông đã trả cho ông Tân là 150 tỷ rồi. Còn 50 tỷ thì bây giờ trả nốt, thì nhận 200 tỷ đó thì về trả lãi cho cái phần 400 tỷ kia thì vừa vừa, tức là gọi là ok. Còn lại cái phần gốc của ông Tân là 200 tỷ á, thì bên ông Thành sẽ cam kết là trả lại cho ông Thành. Thế coi tóm lại là ông Thành không mất và đúng theo cái cam kết của ông Tân không mất. Đúng theo cái cam kết của ông Thành là đầu tư vào đây thì nếu có cái việc làm ăn không tốt á, thì ông Thành sẽ cam kết với ông Tân là hứa với bác là sẽ không mất tiền. Thì cái câu chuyện này nó cũng khá là thú vị. Thì anh chị và các bạn có thể đọc để tham khảo, thì chúng tôi sẽ chụp màn hình cho anh chị và các bạn đọc để trên màn hình cho anh chị. Và một điều cuối cùng nữa là hy vọng rằng là anh chị và các bạn thích cái tản mạn cuối tuần của chúng tôi về cái vấn đề cô đồ theo và cái câu chuyện của cô bay, con cò bay Đà Nẵng. Đừng quên là ủng hộ Thắng ơi bằng việc là ấn like, chia sẻ video này và tham gia cái cộng đồng Thắng ơi trên Facebook, bằng việc là lên Facebook và gõ Thắng ơi TV thì để tham gia cái cộng đồng. Có thể sẽ nhiều cái thông tin được cập nhật nhanh hơn trên cái cộng đồng hàng ngày hơn. Và thân chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Hy vọng nó đem lại những cái niềm vui cũng như những hiểu biết thêm về cái lĩnh vực này cho anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.